Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá ngày 21 tháng 8 của Hiền Bóng Đá TV. Trước khi đến với những thông tin chi tiết, hãy dành một giờ like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình. Ngay sau đây sẽ là những tin tức chính có trong bản tin ngày hôm nay. Chelsea đã phá kỷ lục chuyển nhượng nước Anh để chiêu mộ Moises Caicedo từ câu lạc bộ Brighton. Tuy nhiên, cầu thủ người Ecuador đã có trận ra mắt đáng quên. Tiền vệ 21 tuổi vào sân từ băng ghế dự bị, chưa quen sàm nhưng không đóng góp được nhiều vào lối chơi của Chelsea. Cuối trận, anh còn mắc lỗi dẫn đến quả penalty khiến Chelsea chịu thất bại chung cuộc 1-3. Khi được hỏi về màn ra mắt của tân binh trị giá 115 triệu bảng của Chelsea, huấn viên Pochettino nói: "Tôi quyết định sử dụng Moises Caicedo trong 30 phút cuối vì cậu ấy đã sẵn sàng ra sân. Caicedo đã làm tốt và tạo ra những điều tích cực. Bạn không thể vì tình huống phạm lỗi đó mà phủ nhận mọi đóng góp của cậu ấy. Trận thua này sẽ là tác động tiêu cực đến toàn đội hình của Chelsea. Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 1 và sau đó gặp khó khăn trong hiệp 2. Các học trò của tôi đã không tìm ra cách chơi phù hợp nên tôi đã thực hiện một số sự thay đổi nhân sự. Tôi đã gấp rút đưa ra các quyết định nhằm giúp cho Chelsea tạo ra những cơ hội. Đáng tiếc là điều đó không mang lại kết quả. Hiện tại, đội hình của chúng tôi gồm nhiều tân binh nhưng vẫn còn thiếu chút gắn kết. Tôi tin rằng đội bóng sẽ sớm tìm được niềm vui chiến thắng." Lionel Messi đã một lần nữa làm nên lịch sử khi giúp Inter Miami giành chức vô địch đầu tiên League Cup 2023 sau thời gian ngắn ngủi khoác áo đội bóng này. Với siêu phẩm vào lưới Nashville trong trận chung kết vào sáng qua, Messi tiếp tục chuỗi trận ghi bàn của mình trên đất Mỹ. Anh có tổng cộng 10 pha lập công sau 7 trận. Khép lại giải đấu lần này, siêu sao người Argentina cũng có cho mình hai giải thưởng cá nhân là cầu thủ xuất sắc nhất giải và cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. Messi sẽ cùng câu lạc bộ Inter Miami giành vé tham dự 2024 CONCACAF Champions Cup. Điều đặc biệt với việc giành chức vô địch League Cup 2023, Messi trở thành cầu thủ có nhiều danh hiệu nhất lịch sử, 44 lần, vượt qua người đồng đội cũ ở Barcelona là Dani Alves. Trong đó, đáng chú ý nhất là chức vô địch FIFA World Cup 2022 giành được tại Qatar. Tiền đạo người Argentina có cho mình 12 lần xưng vương tại các giải vô địch quốc gia, 10 với Barcelona ở La Liga, 2 với PSG ở Ligue 1, 4 chức vô địch Champions League, 7 cúp nhà vua Tây Ban Nha, 9 chức vô địch siêu cúp Tây Ban Nha và Pháp, 3 siêu cúp châu Âu, 3 FIFA Club World Cup, 1 huy chương vàng Olympic và 1 U20 World Cup. Đặc biệt nhất là hat-trick giành danh hiệu quốc tế với đội tuyển Argentina, Finalissima, Copa America và FIFA World Cup. Vừa chuyển từ PSG sang câu lạc bộ Al Hilal, Neymar đã không tham gia trận đấu diễn ra vào hôm thứ Bảy của câu lạc bộ Al Fayhah. Lý do là vì cầu thủ người Brazil lại dính chấn thương. Al Hilal của Ả Rập Xê Út đã trả giá rất cao để có sự phục vụ của Neymar. Sau 6 mùa giải ở Paris Saint-Germain, cầu thủ người Brazil đã đồng ý ra đi và đến Trung Đông, nơi anh nhận được đãi ngộ cực khủng. Thường xuyên gặp phải những vấn đề về mặt thể lực, Neymar bỏ lỡ nhiều trận đấu trong suốt những năm thi đấu cho PSG và nỗi ám ảnh đó tiếp tục đeo bám anh ở câu lạc bộ Al Hilal. Sau trận hòa 1-1 trước câu lạc bộ Al Fayhah, huấn luyện viên Jorge Jesus đã đề cập đến trường hợp của Neymar. Nhà cầm quân người Bologna giải thích: "Neymar có thể làm bất cứ điều gì với trái bóng. Cậu ấy là một trong những người giỏi nhất thế giới. Tôi không nghi ngờ gì về điều đó. Nhưng với điều kiện khi cậu ấy ở trong tình trạng thể chất tốt nhất, cậu ấy đến đây với một chấn thương nhẹ và chưa thể tập luyện cùng đội. Tôi không biết khi nào cậu ấy có thể trở lại." Tờ Goal cho biết đội ngũ y tế của câu lạc bộ Al Hilal tự tin Neymar sẽ trở lại thi đấu sau kỳ tập trung đội tuyển. Điều đó có nghĩa là anh sẽ có trận ra mắt vào ngày 15 tháng 9 khi đội bóng tiếp đón câu lạc bộ Al Riyadh ở Saudi Pro League. Bullscore App nhận định bóng đá hàng đầu Việt Nam. Đội ngũ chuyên gia với những dự đoán có tỷ lệ chính xác cao, cập nhật nhanh nhất tin tức hot, lịch thi đấu, tỷ số của tất cả các giải đấu, thông tin trận đấu chi tiết, phong độ gần đây, thành tích đối đầu và diễn biến trận đấu. Tải app để trải nghiệm ngay. Trong nỗ lực không ngừng nhằm củng cố đội hình, đội bóng của Ả Rập Xê Út Al Hilal đã nổ thêm một bom tấn từ Premier League mang tên Alexander Mitrovic. Tiền đạo ngôi sao của Fulham hoàn tất thỏa thuận với giá sấp xỉ 46 triệu bảng Anh, tức là 52 triệu euro. Bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2026, kéo dài 3 mùa giải. Đây cũng chính là mức giá cao nhất lịch sử mua bán của câu lạc bộ Fulham. Thông tin về vụ chuyển nhượng sắp xảy ra này đã làm rung chuyển cả người hâm mộ bóng đá châu Âu và châu Á. Chân sút 28 tuổi đã chứng tỏ là một tay săn bàn đáng gờm trong suốt sự nghiệp. Và việc anh chuyển đến một đội bóng đã có sẵn những ngôi sao như là Neymar, Malcolm, Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Kalidou Koulibaly hứa hẹn một đội hình toàn sao có thể đưa câu lạc bộ Al Hilal lên một cấp độ thành công mới trong làng bóng đá châu Á. Mong muốn thay đổi đội bóng của Mitrovic đã được thể hiện rõ ràng khi anh không được triệu tập cho trận đấu với câu lạc bộ Brentford tại vòng 2 ngoại hạng Anh. Và huấn luyện viên của Fulham, Marco Silva đã tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng thỏa thuận ra đi của tiền đạo người Serbia đã gần kề. Mitrovic đã cố gắng hết sức để rời khỏi câu lạc bộ. Anh ấy muốn ra đi. Silva nói như vậy. Nhiều nguồn tin uy tín mới đây xác nhận MU đã quyết định bán Anthony Martial và ngay lập tức nhiều đại gia đã nhập cuộc. Tiền đạo người Pháp đã để lại quá nhiều sự thất vọng với huấn luyện viên Ten Hag từ giai đoạn giao hữu tiền mùa giải đến khi ngoại hạng Anh chính thức khai màn. The Mirror tuyên bố rằng
khi thông tin vừa mới tiết lộ ra ngoài đã có nhiều hơn 2 câu lạc bộ gửi lời đề nghị trực tiếp đến bàn làm việc của Man United với quyết tâm cao sẽ giành lấy tiền đạo 27 tuổi này. Trong đó có West Ham United và hai đội bóng đến từ Saudi Pro League. Nguồn tin này cũng đưa ra bình luận của họ rằng nhiều khả năng hai đại diện tới từ Ả Rập sẽ giành lợi thế lớn và có được chiến thắng cuối cùng. Bởi ít ngày trước đó, chính West Ham là đội đã bom Man United thương vụ Harry Maguire vào phút chót. Được biết, số tiền mà huấn luyện viên Ten Hag muốn nhận lại từ tiền đạo người Pháp đã rơi vào khoảng 50-60 triệu euro. Con số được giới chuyên môn là đánh giá cao so với những gì mà Anthony Martial đã thể hiện tại Old Trafford. Như với MU thì nó vẫn là con số âm so với số tiền mà Quỷ Đỏ đã bỏ ra để mang anh về Manchester. Theo nhà báo Fabrizio Romano, Barcelona và Man City đang thảo luận về những điều khoản cuối cùng về thương vụ giao Cancelo. Theo đó, hậu vệ người Bologna sẽ gia nhập đội chủ sân Camp Nou theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đất. Các bên đều hy vọng rằng thỏa thuận sẽ sớm được hoàn tất trong những ngày tới. Phía João Cancelo cũng đã đồng ý về các điều khoản cá nhân của Barcelona và sẽ sớm đến Tây Ban Nha để kiểm tra y tế. Hậu vệ người Bologna dù từng là cầu thủ rất được Pep Guardiola trọng dụng nhờ việc thi đấu xuất thần ở cánh không thuận. Thế nhưng, mọi chuyện nhanh chóng tệ đi sau World Cup 2022. Cancelo rời đi nhưng Man City không hề suy yếu mà còn giành cú ăn 3 lịch sử ở mùa giải vừa qua. Nếu như gia nhập Barcelona, đây sẽ là câu lạc bộ lớn thứ 7 tại châu Âu mà Cancelo đã từng thi đấu. Vai trò của Cancelo dưới thời của Xavi sẽ không có quá nhiều sự khác biệt khi thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh phải và có vai trò cung cấp những đường chuyền chất lượng cho Robert Lewandowski. Thậm chí, cầu thủ sinh năm 1992 cũng sẵn sàng đảm nhiệm vai trò hậu vệ cánh trái, kiến thiết như đã từng thể hiện rất tốt tại Man City giai đoạn đầu mùa 2022-2023. Bản tin bóng đá ngày 21 tháng 8 của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bullscore App, nhận định bóng đá hàng đầu Việt Nam. Đội ngũ chuyên gia với những dự đoán có tỷ lệ chính xác cao, cập nhật nhanh nhất tin tức hot, lịch thi đấu, tỷ số của tất cả các giải đấu, thông tin trận đấu chi tiết, phong độ gần đây, thành tích đối đầu và diễn biến trận đấu. Tải app để trải nghiệm ngay. Bóng đá kết nối niềm đam mê thúc cầu.